Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ca khúc vừa rồi của anh rất là nhiều. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, âm nhạc luôn là một công cụ để người ta bày tỏ cảm xúc. Mỗi bài hát hay không chỉ ở lời bài hát mà còn góp phần từ giai điệu của nhạc công, những lời của bài hát, những lời, những dòng cũng như là thay những lời tâm sự chân thật của con người chúng ta. Đôi khi nó còn là một thông điệp bày tỏ cảm xúc về cuộc sống cũng như tình yêu của mỗi con người ạ. Vâng, rất là hay ạ. Cảm ơn Diệu Hương rất là nhiều. Vâng, người ta thường nói tre tàn, măng thì mọc. Để nối tiếp theo thế hệ của những nhạc sĩ đi trước, một trong những năm gần đây có rất nhiều nhạc sĩ trẻ viết những ca khúc rất là hay. Đơn cử như nhạc sĩ trẻ Chí Hướng với một ca khúc Em Là Con Thuyền Cô Đơn, hay là ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và tối hôm nay anh chị và các bạn sẽ thưởng thức một ca khúc cũng của nhạc sĩ trẻ, ca khúc được mang tên Tình Anh, một sáng tác của nhạc sĩ Đình Dũng. Xin mời tiếng hát của Ngọc Mai. Và sau tiếng hát của Ngọc Mai, xin mời tiếng hát của anh Công Nguyễn chuẩn bị ca khúc của mình. Buồn đẫm lệ rơi vì người đi mãi.
bóng trôi buồn bã. Có phải anh vội quên đi tất cả ngày dòng thuyền tùy chung một bến đò?